trốn tránh. Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi ở cạnh bên em, sợ anh thấy cứ ôm chặt phone này, cứ tiếp tục vậy hoài thì anh sẽ có ngày bị cuồng mất em. À đủ mình cứ vẫy chấp nhận có nhau đi em, cho để chắc chắn ta phải cưới nhau ngay lúc này rồi tính sau nghe em. Được không em, một năm hai đứa em có thích ta được sinh đôi? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút đây cũng lâu lắm rồi. Và có chi mai sau, có ra sao thì anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm qua đã cưới em. Cạnh bên em sợ anh thấy cứ ôm chặt phone này, cứ tiếp tục vậy hoài thì anh sẽ có ngày bị cuồng mất em. À đủ mình cứ vẫy chấp anh cưới nhau đi em, cho để chắc chắn ta phải cưới nhau ngay lúc này rồi tính sau nghe em. Được không em, một năm hai đứa em có thích ta được sinh đôi? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em giây phút đây cũng lâu lắm. Và có chi mai sau, có ra sao thì anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm